Lễ ra mắt chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ vải thiều xuất khẩu năm 2022 đã diễn ra tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Để quả vải đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính, công ty Orgen đã cung cấp dây chuyền chế biến sấy xanh đa thông minh Sakasa Sasaki cho công ty nông nghiệp hữu cơ Kim Hằng. Với công nghệ sấy lạnh này sẽ giúp quả vải giữ nguyên màu, nguyên mùi, nguyên vị, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ngoài việc ký kết cung cấp dây chuyền chế biến trị giá là 25 tỷ đồng cho doanh nghiệp, công ty cũng đã có chính sách cung cấp thiết bị sấy cho 20 hợp tác xã với hình thức cho thuê máy sấy hoặc là bán máy công suất nhỏ. Việc thành lập chuỗi liên kết góp phần giúp nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất quả vải, đáp ứng nhu cầu, chất lượng để xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Máy sấy lạnh đa năng thông minh Sasaki dẫn đầu về công nghệ mới là công nghệ Nhật Bản sấy xanh, đa năng, đa dụng với 10 tính năng khác biệt số 1 thị trường. Sasaki là giải pháp hiệu quả tổng thể, hiện đại nhất cho nhà chế biến và bảo quản nông sản. Tìm hiểu thêm thông tin về Sasaki tại website sasaki.com.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0968 723 079.